sinh viên trung quốc muốn đến việt nam du học thắc mắc làm thế nào để nộp đơn xin học tại đại học việt nam các bạn thân mến trong video trước mình đã chia sẻ với các bạn một bài viết của một du học sinh trung quốc đang học tập và sinh sống tại việt nam sau khi bài viết đó được đăng tải trên mạng xã hội trung quốc thì nó đã thu hút hàng ngàn lời phản hồi trái chiều của cộng đồng mạng trung quốc và chủ đề du học việt nam trở thành một từ khóa hot trên mạng xã hội trung quốc không chỉ có người trung quốc khó tin đó là sự thật mà còn rất nhiều tờ báo đã phản bác lại thông tin trên nhưng bên cạnh đó vẫn có rất nhiều tờ báo đồng quan điểm với cô gái du học sinh này. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2022, lại có một bài viết khác nói về việc du học ở Việt Nam. Người này nói rằng, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, nên rất nhiều sinh viên Trung Quốc bắt đầu muốn sang Việt Nam du học. Vậy người này đã nói gì trong bài viết của mình mà lại một lần nữa khiến cư dân mạng Trung Quốc dậy sóng? Thì ba hàng xóm 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Người này đã chia sẻ về cư dân mạng Trung Quốc rằng, nền kinh tế việt nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm qua đặc biệt là lĩnh vực sản xuất việt nam được cho là có tiềm năng trở thành nhà máy tiếp theo của thế giới và sẽ thay thế trung quốc trong những năm gần đây đã có rất nhiều công ty nước ngoài chọn chuyển nhà máy sang việt nam người này nói rằng việt nam muốn thay thế trung quốc không phải là dễ dàng lý do ngành công nghiệp sản xuất của họ đang có nhiều khuyết điểm và hệ thống công nghiệp chưa hoàn hảo nhưng mặc dù không thể thay thế trung quốc nhưng việt nam có thể trở thành một cường quốc sản xuất và phát triển kinh tế cũng rất tiềm năng. Điều này sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài và nhân tài đến Việt Nam, bao gồm cả sinh viên Trung Quốc. Đáng ngạc nhiên, ngày nay có rất nhiều sinh viên Trung Quốc lại chọn học tập tại Việt Nam, với học phí một năm là 11.000 nhân dân tệ và một nửa số sinh viên trong lớp là người Trung Quốc. Như chúng ta đã biết, du học là để có được nền giáo dục tốt hơn. Nói chung đa số sinh viên sẽ chọn đến các nước như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc là chủ yếu, nếu không được thì sẽ Nhật Bản, Singapore. Điều đó không bất ngờ khi những quốc gia này có thể thu hút sinh viên nước ngoài đến du học nhiều đến vậy, vì các quốc gia đó có các trường đại học thuộc top đầu thế giới. Nhưng các trường đại học Việt Nam xếp hạng thứ 1.580 thế giới, tại sao sinh viên Trung Quốc lại sang Việt Nam du học? Đến đây sẽ học được những gì? Ngược lại, trình độ giáo dục của Việt Nam còn kém hơn Trung Quốc, trình độ kinh tế lại càng không bằng. Vậy tại sao lại có nhiều người đến Việt Nam du học? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì một danh hiệu hay chứng chỉ? Trên thực tế, nếu đi du học Mỹ và Anh, các nước khác đòi hỏi một khoản phí rất lớn, ít nhất một năm trăm ngàn tệ mỗi năm, và người bình thường rất khó để đạt được. Nhưng ở Việt Nam, học phí hàng năm chỉ 11.000 nhân dân tệ, chi phí sinh hoạt cũng không cao và môi trường du học thân thiện với sinh viên nước ngoài. Quan trọng hơn, Việt Nam có một môi trường triển vọng phát triển tốt. Người này nói, trong những năm qua, Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và ngoại thương trong khi sinh viên Trung Quốc học tập tại Việt Nam có thể học ngôn ngữ để tham gia vào các dự án hợp tác trong nền kinh tế Trung Quốc và Việt Nam hoặc các lĩnh vực khác. Đối với trẻ em trong gia đình bình thường mà nói, đây là một con đường phát triển không tồi so với khi tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc, mỗi ngày làm việc 996. 996 là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và 6 ngày trong tuần. Vì vậy, việc sang Việt Nam du học là một con đường vô cùng sáng suốt. Cuối cùng người này nói rằng, ngoài sinh viên Trung Quốc, Số lượng du học sinh đến Việt Nam ở các nước phát triển như Úc, Canada cũng đang tăng lên từng năm. Điều này đủ chứng minh tiềm năng phát triển của Việt Nam. Mặc dù vẫn là một quốc gia đang phát triển, nhưng hiện có hơn 45.000 sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam và con số này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Cho nên tổng hợp lại, Việt Nam thực sự là một lựa chọn du học không tồi, ít nhất khi ra trường ở Việt Nam, sinh viên Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn. Đó là những lời chia sẻ của một blogger Trung Quốc sau khi bài viết đăng tải thì đã thu hút khá nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng trung quốc họ đã nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé học tiếng việt và chuẩn bị cho việc nhập cư vào việt nam để học đại học thôi quảng tây gần việt nam đi sang việt nam học thôi sinh viên trung quốc học bên đó sẽ không có bạn học phải không mục đích chính của du học việt nam của người trung quốc là tìm kiếm phụ nữ chỉ cần mua một giấy chứng nhận nữa thôi là tôi sẽ sang việt nam du học rồi Sang đó để học cái gì không biết, nhưng những em gái Việt Nam có thể dễ dàng theo đuổi hơn trong nước. Chỉ cần đưa một em gái Việt Nam trở về, coi như có thành tích. Làm sao để du học Việt Nam? Làm cách nào để nộp đơn vào trường đại học Hà Nội? Đó cũng là thắc mắc của rất nhiều học sinh Trung Quốc. Đa số họ đều thắc mắc làm thế nào để sang Việt Nam du học hoặc làm cách nào để nộp đơn xin học tại Đại học Hà Nội. Nhưng bạn đó tìm câu trả lời cho vấn đề này trong vô vọng. Nhưng mới đây vào ngày 20 tháng 9 năm 2022 đã có một người Trung Quốc lên tiếng và trả lời những thắc mắc đó. Vậy người này đã nói gì trong bài viết của mình thì bangson4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Theo như người này chia sẻ với cư dân mạng Trung Quốc rằng điều kiện để nộp đơn và xin học tại Đại học Hà Nội đó là cần có chứng minh nhân dân hợp pháp đủ 16 tuổi hoặc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và có trình độ A2 tiếng Việt để được cấp thị thực nhập cảnh cho sinh viên sang Việt Nam học tập. Đó là những thông tin mà người này chia sẻ với cư dân mạng Trung Quốc, mình xin trích nguyên văn nhé. Khi đã đủ điều kiện rồi, tiếp theo người này hướng dẫn sinh viên Trung Quốc muốn học tập tại Việt Nam thì hãy nộp đơn bằng cách. Theo yêu cầu trước khi nhập học của trường Đại học Hà Nội, sẽ có một trung tâm dự kiến tổ chức giảng dạy chương trình tiếng Việt ở Trung Quốc trong vòng 80 giờ học và thực tập nói 20 giờ. Trong quá trình đào tạo ngôn ngữ, người nộp đơn xin hộ chiếu tại địa điểm có hộ khẩu. Sau khi hồ sơ đăng ký xét tuyển được thông qua, những ai đủ tiêu chuẩn sẽ làm thủ tục dự tuyển vào trường Đại học Hà Nội. Người này tiếp tục chia sẻ với cư dân mạng Trung Quốc một số thông tin như sau. Trước đây, ấn tượng của mọi người về Việt Nam chủ yếu dừng lại ở ẩm thực và vẻ đẹp của Nha Trang, Mũi Né. Nhưng bỏ qua ở Việt Nam có một trường đại học nổi tiếng thế giới, đó là trường đại học Hà Nội. Người này nói tiếp, trường đại học Hà Nội có tên tiếng Anh là Hà Nội University, nguyên là trường đại học ngoại ngữ Hà Nội, được thành lập năm 1959 và đổi tên thành đại học Hà Nội vào tháng 9 năm 2006 là trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 20.000 sinh viên, hơn 1.000 sinh viên nước ngoài đến từ hơn 20 quốc gia, chẳng hạn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh. Một cơ sở giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong môi trường đô thị Hà Nội ở đồng bằng sông Hồng, được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận chính thức, đầu tiên đó là trường Đại học Hà Nội, có cơ sở giáo dục đại học lớn. Đại học Hà Nội cung cấp một số chương trình trong lĩnh vực nghiên cứu để có được các văn bằng giáo dục đại học được công nhận chính thức. Như bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, người này tiếp tục chia sẻ với cư dân mạng Trung Quốc rằng tất cả các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có lịch sử 61 năm đều có chính sách tuyển sinh có chọn lọc dựa trên kỳ thi tuyển sinh, tỷ lệ trúng tuyển dao động từ 30 đến 40%, khiến cơ sở giáo dục đại học Việt Nam này trở thành một cơ sở rất chọn lọc. Sinh viên quốc tế rất được chào đón khi nộp đơn nhập học tại Đại học Hà Nội, cung cấp cho sinh viên một nơi giáo dục đầy đủ và chất lượng với dịch vụ học tập và phi học thuật bao gồm thư viện, nhà ở, cơ sở vật chất thể thao, chương trình du học và truyền thông, các khóa học trực tuyến và cơ hội học tập từ xa, cũng như các dịch vụ hành chính. Theo thống kê năm 2008 của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao hơn 90%. Cuối cùng, người này chia sẻ với cư dân mạng Trung Quốc rằng, với quá trình xây dựng khu vực thương mại tự do Trung Quốc ASEAN và phát triển kinh tế tiểu vùng sông Mekong mở rộng, nhân tài ngôn ngữ của đất nước Đông Nam Á đã trở thành một nguồn nhân lực khan hiếm trong xã hội hiện nay. Du học Việt Nam, nằm vững tiếng Việt chắc chắn là một lựa chọn tốt cho sự phát triển trong tương lai. Sau 20 năm đổi mới mở cửa, Việt Nam đã phát triển kinh tế nhanh chóng, CPI hàng năm đều đạt trên 20%, GDP tăng trên 10% là thành viên của WTO, hội nhập quốc tế với mức độ hội nhập cao. Năm 2016 được xếp hạng là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất khu vực châu Á và trên thế giới. Việt Nam và Trung Quốc có địa lý gần gũi, văn hóa tương đồng, luôn thân thiện và gần gũi, Cuộc sống thói quen ăn uống cũng tương đối gần gũi với Trung Quốc. Tất cả đều có thể giúp bạn thích nghi tốt hơn và dễ dàng hơn với cuộc sống du học. Phía trên là những chia sẻ của một công dân Trung Quốc nhằm giải đáp những thắc mắc cho cư dân mạng nước họ. Tuy những lời giải thích đó hơi khó hiểu, nhưng cũng đã góp phần nào giải đáp thắc mắc cho nhiều người muốn sang Việt Nam du học. Phía trên là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.